tôi là Lâm. Sắp tới, tôi sẽ là một tân sinh viên. Rồi tôi phải tạm xa ba tôi một thời gian dài khá. Con lên thành phố ráng học cho tốt. Có thiếu thốn gì á thì cứ nói với ba. Cỡ nào ba cũng bán đất lo cho con. Nhà mình còn gì đâu mà bán ba. Không lẽ ba tính bán luôn cái nhà lá này, chỗ đâu ở. Ba nói vậy cho đầy đủ thủ tục. Chứ có gì con tự xử nha. Dạ, con hiểu rồi. Thưa ba con đi. Tôi bắt đầu lao vào học hành một cách chăm chỉ. Có đôi lúc khó khăn nhưng không làm tôi chán nản. Sau một thời gian, tôi nghĩ mình cần phải có một công cụ để hỗ trợ tôi học tốt hơn. Và tôi quyết định. Dạ cảm ơn cô. À cô ơi, hàng cô đặt về rồi nha cô. À dạ. Dạ. À, ổ bánh mì 10.000 lận hả cô? Ổ 15.000 con. Vậy thôi, con ăn. Sướng nha. Giờ có cái đồng hồ này là không có sợ bị lạc nữa. Dạ, con cảm ơn má. Ủa Lâm, Lâm đang chuẩn bị bài thuyết trình hả? Ừ, thì Lâm đang chuẩn bị làm. Sao không mua laptop mà xài? Ở đây người ta đi qua đi lại đông như vậy, sao mà Lâm tập trung học được? Thì tại thấy lâu lâu mới xài cho nên là không mua làm gì. Chứ không phải tại Lâm nghèo, không có tiền mua hả? Tiền mua. À mà nè, xài cẩn thận nha. Nó mà hư một cái là không có tiền đền đâu đó. Trời ơi, mua gì cho phí tiền vậy? Cứ xài cái đi, có ai đủ đi đâu tiền để đó, xài việc khác cần thiết hơn chứ. Nè con, bắt chước anh đó nha, đừng nghe lời mấy chị đó ha. Ừ, thôi đi. Thực ra tôi cũng đã dành dụm đủ số tiền để mua trả góp một chiếc laptop. Nhưng thay vì vậy, tôi dùng ké và lấy số tiền đó để mua cho mình con xe để di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng những lời nói của Mai đã khiến tôi chạnh lòng. Từ đó, tôi quyết kiếm thật nhiều tiền để không bị người khác coi thường. Tôi không từ bỏ bất cứ công việc nào dù là thấp hèn nhất. Cho đến những công việc cao cấp nhất. Sau nhiều công việc tôi cảm thấy không đâu vào đâu, tôi đầu tư mua 100 chiến dịch để up, hy vọng nó sẽ có kết quả. Và cuối cùng tôi cũng có một đàn dịch của mình. Tôi nâng niu và bảo vệ chúng, thì chính như đứa con mình đẻ ra. Từ đó tôi đã không còn ăn mì với bột nêm nữa, mà đã có món mì dịch tiềm thơm ngon bổ dưỡng. Số dịch còn lại tôi đem bán cho hàng xóm cũng được mớ tiền. Tôi trải qua đời sinh viên của tôi như vậy đó. À, giám đốc, giám đốc. Ôi trời, trời ơi. Em xin lỗi. Em mời mà sếp mời, sếp mời. Cái gì vậy? Em có mang đôi dép nè. Sếp cái giờ. Sếp. Nhà em gần đây. Sếp đợi em xíu. Em về em lấy cáo khác cho sếp thay. Nha. Nhanh đi. Mẹ, mày thấy công ty này được không? Trời ơi, con tôi thành tài rồi. Ôi, con mới có thực tập ở đây à, con chưa có làm ở đây mà sao thành tài vậy? Thì con thực tập ở công ty lớn vậy là còn hơn bao nhiêu người rồi con. Ôi, giật tình. Lâm, làm gì ở đây vậy? Mai, lâu không gặp. Ông làm gì ở đây vậy? À, tính xì chùa gì nữa đúng không? Ở đây không phải chỗ dành cho Lâm đâu. Đi về đi. Không đi là tôi kêu bảo vệ đó nha. 10 phút nữa mà Lâm còn ở đây thì đừng có trách tôi. Giám đốc. Áo mới của anh. Tôi tặng cô một câu. Đừng bao giờ coi thường người khác. Đó, cô thấy chưa? Thưa tổng giám đốc,
Hai cậu mang bản kế hoạch dự án lên phòng cho tôi, lát tôi xem. Dạ. Anh mới chuyển về đây hả? Tôi chúc mừng vì anh đã thành công. Có một câu mà tôi muốn tặng cho anh. Đúng vậy, chính vì sự nỗ lực bền bỉ đã giúp anh thành công. Nhưng nếu anh biết đầu tư một nền tảng tốt thì tôi nghĩ anh sẽ còn thành công hơn nữa. Đó, mày thấy chưa? Sự nỗ lực sẽ giúp bạn thành công. Nhưng nếu được đầu tư nền tảng tốt thì có thể bạn còn thành công hơn nữa, vượt bậc hơn nữa.